Chào tất cả anh em quay trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay mình lại đi thăm mấy cái bẫy đây anh em ạ. Hôm nay mình đi thăm bẫy lòng. Không có bẫy lưới. Khu này là khu đầu và đập này các anh em này. Cỏ đẹp lắm. Bữa trước mình đi thăm một lần chẳng có gì rồi. Hôm nay mấy clip trước là đa số là mình thăm hàng là có hàng mình mới đăng cho anh em xem. Nhưng hôm nay mình sẽ làm clip này, nếu mà có hàng thì mình cũng đăng, mà không có hàng mình sẽ đăng cho anh em xem để anh em biết là không phải là cứ đặt bẫy là dính nha anh em nhé. Không phải cứ đặt bẫy là dính đâu. Nên là mình sẽ làm clip không có hàng cho anh em xem. Nên là đấy là mình nói vậy thôi chứ không biết là có hay không. Đây, đồ nghề đây. Có một ít thóc thôi. Chuột cũng không có để thay các bạn ạ. Vài bữa nữa mình có chuột. Chứ bữa nay chưa có chuột để thay nữa. Gai nhiều, gai xí hổ quá. Này có cái bẫy các bạn, không có gì các bạn, nhẹ lắm. Mình sẽ đi găng tay vào đó. Đây em nhé, chuột vẫn còn, may mắn là chuột vẫn còn. Mình đưa chân thóc thì mình đặt lại thôi. Mình sẽ làm clip này ngắn thôi để cho anh em xem là chứ không phải là lúc nào đi cũng có hàng đâu nha anh em nhé. Mà đây mình đặt lần này mình cũng hơi xui à, không biết là tí nữa có hàng hay không. Nhưng mà ở đây người phải khó ăn ạ. Đây là cái bẫy thứ hai nha các bạn nhé. Mình sẽ đi đến từng bẫy và bắt đầu mình mới quay. Ồ, mất bẫy rồi các bạn ạ. Mất lồng rồi. Mất lồng rồi các bạn ạ. Đây chỗ mình đánh dấu mình bẻ cây. Này là mình đi đặt là có người theo dõi. Vấn đề nan giải nhất của anh em trong nghề đấy là chính là cái này đấy các bạn ạ. Là đặt lồng xong rồi bị trộm lồng. Chán lắm. Đâu phải là cứ đặt là có hàng đâu các bạn. Nếu khi các bạn đặt lồng nhưng mà được hàng nhưng mà đầu ra của các bạn không có thì cũng khó lắm. Còn nếu các bạn có đầu ra thì nó sẽ rất là sướng. Còn không có đầu ra thì rất là khó. Đấy, cái vấn đề nan giải nhất là tình trạng bẫy tặc đấy các bạn. Bẫy tặc. Bẫy tặc nghĩa là đi trộm bẫy ấy. Thấy cái người khác đặt bẫy nó bắt đầu rình mò, nó bắt đầu đi ăn trộm á. Chẳng biết là có gì không, nhưng nhiều khi đọc cái lồng không người ta cũng lấy về các bạn. Đây cái này hình như vẫn còn bẫy. Cái bẫy này chuột chết rồi các bạn nhé. Mình không có thời gian thay, không có chuột thay nên là thôi mình vứt đây luôn. Hôm nào có chuột thì mình sẽ thu lồng với một thể. Cái nghề này là vậy đó các bạn ạ. Đến ngày là phải đi thăm chứ không phải là có hàng mới đi thăm nhé. Tại vì đến ngày mà không đi thăm là chuột hay thóc cũng ăn là chuột chết á. Nên là mình thăm cái này cứ phải thăm định kỳ. Chứ không để chuột nó chết mất uổng lắm. Mà nguồn chuột bây giờ không có. Nên là mình cứ phải thăm định kỳ. 3 đến 4 ngày thăm một lần. Còn nếu mà chuột còn thì cho chuột ăn thóc, còn không chuột chết thì phải thay chuột. Đây các bạn, cái thứ tư đây. Nhẹ lắm. Chuột như chết rồi các bạn ạ. Những anh em nào trong nghề thì mới hiểu được cái nghề này. Nhiều khi nó nản lắm. Rất là nản luôn ấy. Nhiều khi mình đi thăm cả. Rồi, lồng này có vấn đề gì rồi. Lồng này có con gì chui vào. Rồi, các bạn thấy không? Đây là một ví dụ điển hình nhá. Rắn vô rồi lại chết này. Rắn vô rồi lại quay đầu ra chết này. Ruồi nhặng bu. Con này chắc mới vô hôm qua thôi. Không nhẹ, không lâu đâu. Ruồi nhặng vô bu. Kín đen luôn. Đâu phải là lúc nào cũng có hàng đâu.
Những lúc như này mình thường thường thì anh em là YouTube thì những lúc như này không có đăng đâu, không chia sẻ đâu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em biết nhé, chứ không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Đó là mình cũng lên mình chia sẻ cho anh em coi đó, khó khăn trong cái nghề này thực sự là khó khăn, nhưng không phải là lúc nào cũng ngon đâu các bạn ạ, không dễ đâu. Cái thứ nhất là vất vả, cái thứ hai là nguy hiểm. Vất vả ở đây là cứ phải chui rúc bụi rậm trưa nắng, còn nguy hiểm đây là nhiều khi đi này mà đồ bảo hộ không cẩn thận là gặp rắn độc nhé, gặp rắn độc cắn. Người cái nghề này nghề nào cũng vậy thôi, mình không cẩn thận là không có được. Đây, cái tiếp theo đấy các bạn, đây nhé các bạn nhé, rất là nguy hiểm. Mình vừa bị một cái cỏ nó cứa đấy đó, máu chảy tè le này. Nói chung đây là điều quá bình thường à, đây đều rất là bình thường trong cái nghề này. Đây các bạn nhé, cắt sâu thì tí nữa là đúng vào mạch máu luôn, mạch máu xanh lè á. Nhưng mà đây cũng chỉ là điều bình thường thôi, rất là bình thường với các anh em trong nghề. Nghề nào thì nghiệp đấy thôi các bạn ơi, chứ không phải là mình đa số thấy người 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 ta tưởng là dễ ăn, nhưng mà thực chất không phải như thế. Mệt, nắng, bụi rậm, gai góc, rắn độc, nói chung là nhiều thứ lắm. Mình có cái bẫy nữa đây, mình không biết là còn à còn các bạn ạ, không biết là còn chuột không nhá. Còn chuột các bạn ạ, còn chuột, còn thóc. Mình cứ thêm cho nó bịch thóc rồi các bạn. Thì chắc lần tới mình đi thăm sẽ phải tuần nữa mình mới đi thăm. Các bạn thấy không? Nãy giờ đi đó, gần chục cái bẫy nhưng mà được mỗi một con rắn thì nó lại chết mất. Bị con gì nó ăn mất xác, không biết là trồn hay là chuột. Bãi rất là đẹp mà thế mà rộng như thế mà vẫn bị trộm bẫy nhá. Và bẫy thì mình làm lưới thép đắt tiền chứ không phải là loại rẻ tiền đâu. Dụ bây giờ bạn mà đi tầm đặt 30 cái bẫy mà bị mất 10 cái là các bạn đã thấy lỗ vốn rồi đó. Mất 10 cái bẫy là các bạn lỗ vốn rồi. Thép thì đắt, làm thì bỏ công cả một ngày, nếu mà ai làm chuyên nghiệp lắm thì một ngày làm được 15 cái lồng là đỉnh điểm. Còn nếu mà những người mới biết làm lồng thì một ngày chắc chỉ làm được 6-7 cái là cao. Đây cái tiếp theo các bạn nhé, mình cứ lấy thóc ra chọn trước là vừa. Đây các bạn nhé, mình đi thăm chỉ mong là không mất lồng với lũ chuột còn sống thôi. Đây gần cũng là những cái gọi là gần cuối cùng. Cái này lại mình lại mất bẫy nhé các bạn nhé. Hai cái mất rồi các bạn nhé. Ở trong những xó xỉnh như này vẫn có người chui rúc vào đây để lấy bẫy thì đúng là mình chả biết nói thế nào cả. Mình nghĩ chắc là có hàng thì họ mới lấy, chứ không có hàng thì chắc họ cũng chẳng lấy đâu. Đây. Bãi rất là đẹp nhé. Tại vì mình nghĩ nhìn cái bãi này mình biết là hàng chắc là cũng nhiều đó. Nhưng mà chắc là thôi mình thăm lần sau nữa là mình chuyển đi thôi các bạn ạ, chứ mình không có để đâu. Chứ cứ để mà mất như thế này thì đúng là thực sự là lỗ vốn. Như các bạn thấy đó, kiếm được con rắn đâu phải dễ. Nên là ai chà, đi đúng đường gai rồi. Đây một cái bẫy còn nữa mình bị ăn trộm này, là mang ra đây là gỡ tháo bao ra này. Đây là người tháo nhé các bạn nhé, vết cắt này đó. Cắt ra để xem hàng rồi trộm bẫy này, chứ không phải là chó nhé. Chó cắn thì nó có vết tua chứ đây là vết dao cắt nhé các bạn nhé.
cái dao cắt này. Đó. Khó khăn lắm chứ đâu phải là dễ dàng đâu. Đây là cuối cùng là bị mất rồi đó, là bị trộm lôi ra đó cắt bao lấy rồi đó. Mình gọi thẳng là những thằng trộm nhé, thằng ăn cắp nhé, thằng ăn cướp nhé, ăn cắp trên mồ hôi công sức của người khác. Bữa mình đặt đây là lấy ra đó đó. Đó, hôm nay là mình chia sẻ những khó khăn thực tế với anh em luôn. Thực tế những khó khăn trong cái việc bẫy rắn này với anh em. Đây chắc là có hàng nên là nó trộm á. Chứ không có hàng thì chẳng ai lấy đâu. Chắc nó thăm hết của mình ạ. Chia sẻ trải nghiệm. Đấy, các bạn mà đi đặt bẫy mà cứ bị như thế này hoài thì thực sự nó rất là chán. Mệt. Mệt thà không có cái gì, lồng còn đó cũng không sao. Đây mất cả lồng, mất cả bẫy. Mà làm nghề này là phải chấp nhận như vậy các bạn nhé. Làm nghề bẫy này là phải chấp nhận. Mất. Mình mất nhiều lắm, từ đầu năm giờ mình mất nhiều lồng lắm. Đó, nên là anh em có muốn vào cái nghề này thì cân nhắc kỹ nhé. Thôi, nếu mà các bạn thấy video trải nghiệm của mình đấy mà nó hay và ý nghĩa thì các bạn đăng ký kênh cho mình nhé. Theo dõi để những clip sau mình kiếm những con hàng thật là khủng cho anh em xem. Chào tạm biệt anh em nhé.